nhân viên cân bằng tướng phải ở ẩn vì bị đe dọa tính mạng. Riot Fric mới đây đã tuyên bố sẽ khóa tất cả các tài khoản mạng xã hội sau khi nhận quá nhiều bình luận tiêu cực từ cộng đồng, đặc biệt có các bình luận nghiêm trọng khi đe dọa tới tính mạng của anh cùng gia đình. Fric là một bình luận viên kỳ cựu của LCS và cũng từng góp mặt ở các giải quốc tế như MSI hay Chung kết Thế giới trong nhiều năm. Từ năm 2022, anh chuyển sang làm việc full-time trong đội ngũ cân bằng tướng Liên minh. Trong khi Riot Frogzone là người thường xuyên chia sẻ các thay đổi tổng quát, thì Fric chính là người phân tích các cập nhật mỗi khi ra mắt. Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Fric tiếp tục có mặt trong video giới thiệu chi tiết Liên minh bản 13.23, đồng thời đưa ra thông báo khóa mạng xã hội. Nhiều khả năng tôi sẽ rời khỏi mạng xã hội trong thời gian tới. Số bình luận tiêu cực đã tăng lên đáng kể trong thời gian qua. Thậm chí các bình luận đe dọa còn nhiều hơn các ý kiến hữu ích, nên tôi đã quyết định như thế. Fric bị chỉ trích nhiều khi đưa ra các thay đổi như bắp Kassante quá mạnh, hay mới nhất là tối giản hệ thống ping trong bản 13.19. Cộng đồng phản ứng mạnh khi không còn có thể ping chiêu cuối hay cấp độ đồng đội. Và Fric đáp rằng, có thể chat lên Kathos Ulti để mọi người hiểu. Điều này đã gây tranh cãi và có một chủ đề có tới hơn 13k upvote trên Reddit. Trong số hàng nghìn bình luận, rất có thể đã có những ý kiến căng thẳng nhắm tới vị nhân viên cân bằng này, dẫn đến quyết định trên.